hé lộ lý do cầu thủ U20 từ chối lên tuyển U23 Việt Nam. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U20 Việt Nam ở vòng chung kết giải U20 châu Á năm 2023, huấn luyện viên Philippe Chaussier đã quyết định gọi 11 cầu thủ U20 lên U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Tuy nhiên, đến phút chót, chỉ có 4 cái tên được đôn lên U23, gồm tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt thuộc Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Nguyễn Văn Trường thuộc câu lạc bộ Hà Nội và tiền vệ Khuất Văn Khang thuộc câu lạc bộ Viettel. Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, cựu phóng viên VTV, nguyên nhân khiến cho huấn luyện viên Chaussier không thể đôn 11 tuyển thủ U20 Việt Nam lên đội U23 là do các câu lạc bộ chủ quản từ chối nhả người để chuẩn bị cho giải U19 quốc gia năm 2023 sắp diễn ra. Thông tin này được đích thân chiến lược gia người Pháp xác nhận. Đại diện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An xác nhận thông tin này. Đội bóng xứ Nghệ xin được giữ lại 3 cầu thủ Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến và Cao Văn Bình. Ngoài Sông Lam Nghệ An, một số câu lạc bộ khác cũng xin giữ lại cầu thủ U20 và được VFF cùng huấn luyện viên Philippe Chaussier đồng ý. Thực tế, ông thầy người Pháp đánh giá U20 Việt Nam có từ 6 đến 7 cầu thủ đủ khả năng dự SEA Games 32. Ông Chaussier cũng cho biết đội U20 Việt Nam có khoảng 80% cầu thủ từng làm việc với huấn luyện viên người Pháp này. Theo nguồn tin ban đầu, huấn luyện viên Philippe Chaussier muốn triệu tập trên dưới 10 cầu thủ U20 Việt Nam bổ sung cho đội U23 trong đợt tập trung ở giai đoạn 3 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3. Các cầu thủ này đều có cơ hội cạnh tranh với đàn anh xuất sự SEA Games vào tháng 5 tới.